Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU nghe theo Select bổ nhiệm siêu huấn luyện viên. United quyết định tống khứ bom tấn 80 triệu bảng. Cập nhật mới nhất thương vụ Erling Haaland của MU và còn rất nhiều thông tin khác. Giờ đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU nghe theo Select bổ nhiệm siêu huấn luyện viên. Hiện tại, Mauricio Pochettino và Erik ten Hag là hai ứng cử viên rất sáng giá cho chiếc ghế nóng tại Man United. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên của Tottenham được cho là sự lựa chọn ưu tiên hơn. Theo tiết lộ mới đây từ tờ ESPN, Sir Alex Ferguson rất muốn Pochettino lên nắm quyền tại Man United. Và đồng thời, vị huấn luyện viên vĩ đại này còn đặc biệt đưa ra lời khuyên cho đội bóng mà ông đã gắn bó 27 năm. Cụ thể, nếu quỷ đỏ không thể bổ nhiệm chiến lược gia người Argentina, họ có thể cân nhắc đến việc đưa Carlo Ancelotti trở lại nước Anh thêm một lần nữa. Ngoài ra, ESPN còn cho biết, Ancelotti có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Sir Alex. Với kinh nghiệm dày dặn cùng bộ danh hiệu đồ sộ xuyên suốt sự nghiệp cầm quân, Ancelotti được cho là người có thể giúp Man United tìm lại ánh hào quang năm xưa. Với việc Real Madrid đang muốn sa thải Ancelotti, cơ hội để nửa đỏ thành Manchester sở hữu vị huấn luyện viên 62 tuổi là rất cao. Newcastle quyết chiến MU. Theo Record, Newcastle United mới đây đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Joao Palhinha. Ngôi sao người Bồ Đào Nha được đánh giá cao khi có thể chơi đa năng nhiều vị trí. Mức phí phá vỡ hợp đồng của Palhinha có giá trị 50 triệu bảng. Cập nhật mới nhất vụ Erling Haaland. Thời điểm này, Haaland được nhiều đội bóng lớn săn đón như Real Madrid, Barcelona, Man City, Chelsea hay Man United. Tuy nhiên, việc Haaland thường xuyên chấn thương khiến Man United và nhiều ông lớn không thật sự yên tâm. Mùa này, Haaland đã trải qua 4 ca chấn thương khác nhau và nghỉ thi đấu tổng cộng 87 ngày. Haaland mới 21 tuổi nhưng bắt đầu gặp chấn thương thường xuyên. Vì thế, việc đầu tư vào Haaland có thể là một rủi ro. Bất chấp cầu thủ này thể hiện bản năng ghi bàn đáng sợ với 80 bàn sau 79 trận cho Dortmund. Từ đầu mùa, Haaland kịp ghi 23 bàn trên 20 trận. Man United tống khứ bom tấn 80 triệu bảng. Theo quan điểm đến từ Paul Parker, đã đến lúc quỷ đỏ tin tưởng vào bộ đôi Raphael Varane, Victor Lindelof và mạnh tay thanh lý cựu sao Leicester City là Harry Maguire. Trao đổi với Daily Express, cựu cầu thủ của Man United chia sẻ: theo quan điểm của tôi, nếu Man United muốn lấy lại tiền từ khoản phí đã bỏ ra cho Harry Maguire, tôi nghĩ họ sẽ phải suy nghĩ về việc bán đi Harry Maguire. Tôi cho rằng Lindelof và Varane, bạn biết đấy, họ có thể xây dựng một điều gì đó ở hàng phòng ngự. Chắc chắn là bạn đang nói về những cầu thủ lanh lợi, nhanh nhẹn hơn, giỏi hơn trong những tình huống một đấu một. Tôi không biết liệu điều đó có xảy ra hay không, nhưng cá nhân tôi nghĩ để Man United tiến lên, đó là khu vực bắt đầu. Wan-Bissaka sẽ phải khăn gói rời Man United. Wan-Bissaka gia nhập Man United vào năm 2019 trong một hợp đồng trị giá 50 triệu bảng từ Crystal Palace. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ thực sự đạt được đỉnh cao như mong đợi và mùa giải này anh không còn được đảm bảo vị trí chính thức. Kể từ đầu tháng 12, Wan-Bissaka chỉ đá chính 4 trận, trong khi Diogo Dalot hiện là lựa chọn số 1. Cầu thủ người Bồ Đào Nha là một trong những tia sáng hiếm hoi ở Old Trafford mùa này và đã nhanh chóng nhận được sự ưu ái của Rangnick. Dalot sắp được Man United gia hạn hợp đồng, theo đó cơ hội đá chính của Wan-Bissaka lại càng ít đi. Với tham vọng được lên tuyển, cầu thủ 24 tuổi này cần được ra sân thường xuyên và có thể tìm cho mình một lối thoát vào mùa hè. Đó cũng là thông tin được tờ Team Talk hé lộ. Cần nhớ rằng, ở đội tuyển Anh hiện tại đã có rất nhiều hậu vệ cánh phải xuất sắc như Trent Alexander-Arnold, Rich James, Kyle Walker hay Kieran Trippier. Dưới bộ tứ này, những cái tên như Valentino, Niramento và Tarik Lamptey thì đang có những bước tiến dài ở Southampton và Brighton. Hé lộ 3 sự thật về việc Ronaldo rời khỏi Juventus. Trang tin Mirror đã tổng hợp lại những phát biểu đến từ các nhân vật có liên quan đến Juventus xoay quanh việc Cristiano Ronaldo rời đi. Trò chơi của tập thể. Thời còn Cristiano Ronaldo trong đội hình, không thể phủ nhận rằng Juventus luôn trông đợi vào những khoảnh khắc tỏa sáng đến từ siêu sao người Bồ Đào Nha. Và có lẽ huấn luyện viên Marc Allegri hoàn toàn không thích điều này, bởi ông đã bóng gió rằng sự ra đi của CR7 là cơ hội để Juventus trở nên gắn kết hơn. Tôi nghĩ rằng các mục tiêu cá nhân đã được gác lại và mọi người tập trung nhiều hơn vào đội bóng. Chúng tôi đã cùng bên nhau trong 6 hoặc 7 tháng vừa qua. Chúng tôi hiểu nhau hơn một chút. Chúng tôi cảm thấy giống như một đội hơn. Phương án thay thế. Matthijs de Ligt, người chuyển đến Juventus vào cùng một mùa hè với Ronaldo, thừa nhận rằng lão bà đã mất đi một cỗ máy sân bàn thực thụ. Nhưng giờ đây, họ đã tìm được người thay thế. De Ligt cho biết,
Chúng tôi đã mất đi Rondo vào cuối mùa hè và tất nhiên chúng tôi cũng mất đi 30 bàn thắng với sự ra đi này. Bởi vì đã quá muộn, chúng tôi không thể đưa một người như Dusan Vlahovic đến ngay lập tức. Khi tôi đối đầu với Vlahovic, tôi đã nhận thấy cậu ấy mạnh mẽ và có kỹ thuật tốt như thế nào. Và điều đặc biệt thu hút tôi là cậu ấy rất muốn ghi bàn. Vlahovic gần như la mắng đồng đội khi cậu ấy không có được bóng. Bạn cần một cầu thủ tấn công như vậy ở tuyến trên. Việc thiếu tôn trọng. Rondo muốn rời Juventus và cậu ấy đã lựa chọn. Cậu ấy sẽ tìm kiếm một câu lạc bộ mới sau 3 năm ở đây. Allegri phát biểu trong thời điểm Rondo lên kế hoạch rời đi. Tôi không thất vọng vì Rondo, đó là một cầu thủ cuộc sống. Hôm qua, Rondo đã nói với tôi rằng cậu ấy muốn rời khỏi Juventus ngay lập tức. Việc Rondo đột ngột muốn tìm kiếm biên độ mới khi mà mùa giải đã bắt đầu chắc chắn không khiến Juventus hài lòng, bởi như lời đề của De Ligt, đã quá muộn để họ tìm kiếm một phương án thay thế. Trao đổi về vấn đề này, huyền thoại của lão bà Sergio Brio cũng bày tỏ thái độ bực tức. Juventus xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn, tôi không ngờ Rondo lại chọc tức câu lạc bộ như thế này. Tôi luôn đánh giá cao ba câu lạc bộ mà tôi thi đấu, Juventus, Lecce và Pistoiese, vì họ đã ký hợp đồng với tôi và tin tưởng vào tôi. Cristiano là một cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt vời, nhưng cuộc chia tay của cậu ấy lẽ ra phải diễn ra theo một cách khác. Sáu ngọc thô có thể nối gót Olenga chiêm xuất ở đội 1 MU mùa tới. Anthony Olenga đã nắm bắt cơ hội khá tốt khi mà huấn luyện viên Rangnick nổi tiếng với việc không ngần ngại tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ, nhiều khả năng quỷ đó sẽ tiếp tục trình làng những viên ngọc thô xuất sắc mùa tới. Chính giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher khẳng định Brandon Williams, Tadem Mengi, Jim Garner, Ethan Led, Tahit Chong và Amad Diallo hoàn toàn có thể theo bước Olenga cạnh tranh cho suất đá chính ở đội 1. Đầu tiên đó là Amad Diallo. Manchester ký hợp đồng với Diallo vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2020. Cầu thủ này hầu như không được trao cơ hội ở Old Trafford. Tuy nhiên, Diallo là dạng cầu thủ tiềm năng và có đầy đủ tố chất để trở thành một ngôi sao hạng A trong những năm tới. Viên ngọc thô thứ hai mang tên Tadem Mengi. Mengi sở hữu bộ kỹ năng của một trung vệ hiện đại. Bên cạnh sự cơ động mạnh mẽ, Mengi còn chơi chân tốt. Tài năng trẻ này có thể giúp Manchester xây dựng phương án tấn công từ ngay bên phần sân nhà. Thứ ba đó là James Garner. Cầu thủ này đang thi đấu bùng nổ và gây ấn tượng mạnh ở câu lạc bộ Nottingham Forest. Được biết, Garner sẵn sàng trở về cạnh tranh vị trí ở đội 1 và không có ý định tu nghiệp trong mùa giải tới. Garner ngày càng trưởng thành và có thể mang tới một luồng gió mới cho quỷ đỏ ở hàng tiền vệ. Không phải ngẫu nhiên Garner được đánh giá là tương lai của Manchester. Ethan Led. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Led gia nhập Bournemouth dưới dạng cho mượn. Trong bối cảnh Wan-Bissaka và Diogo Dalot chưa thể mang tới sự tin tưởng tuyệt đối, Led có thể là phương án đáng để cân nhắc bên cánh phải. Thứ năm đó là Tahit Chong. Hồi đầu mùa, trong quyết định gia nhập Birmingham City dưới dạng cho mượn, tài năng người Hà Lan liên tục thể hiện những màn trình diễn rất hay. Không may, trong chấn thương và chỉ mới trở lại thi đấu, trong sở hữu tốc độ và có khả năng leo biên tương đối hiệu quả. Và cuối cùng, đó là Brandon Williams. Huấn luyện viên Rangnick gần đây tiết lộ, ông có thể sẽ đưa Williams trở lại Old Trafford vào mùa hè. Thực tế, Williams từng ra mắt đội 1 vào năm 2019. Dù vậy, việc thiếu kinh nghiệm khiến Williams không thể giữ vững phong độ. Sau thời gian đi tu nghiệp, có lẽ mùa giải tới là thời điểm thích hợp để Williams thật sự bước ra ánh sáng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!